Sáng nay, ngày 7 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Yên khóa 21 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận xem xét thông qua 4 tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân huyện về điều chỉnh bổ sung một số nội dung như kế hoạch đầu tư công năm 2022, vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, vốn sự nghiệp, phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021 và phân bổ chi tiết một số nguồn chi thường xuyên lần 4 năm 2022. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu đồng chí đặng quang hưng phó bí thư huyện ủy giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phù yên khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu đạt 100%.